Hello hello, Mi bé cùng Game Lab đã quay trở lại rồi đây. Minecraft chắc hẳn không còn là một cái tên quá xa lạ với tất cả game thủ trên toàn thế giới. Được ra đời bởi một studio indie, nay đã trở thành một tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp game hiện đại. Minecraft đã trở thành nguồn cảm hứng rất lớn để Mojang Studio tiếp tục xây dựng thương hiệu và cho ra hàng loạt những sản phẩm lớn nhỏ cùng tên như là Minecraft Story Mode, Minecraft Dungeons hay gần đây nhất chính là Minecraft Legends. Vậy liệu cậu em út Minecraft Legends có trở thành một trong những huyền thoại như ông anh cả của mình tại Mojang Studio hay không? Vậy thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong số thực nghiệm game lần này của Game Lab nhé. Và giờ thì không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Trước khi đi vào Minecraft Legends, chúng ta hãy nhìn bản spin-off của tựa game cùng tên khác thể loại là Minecraft Dungeon. Một tựa game ARPG Dungeon Crawler xoay quanh chủ đề và bối cảnh Minecraft mà mình nghĩ chắc chắn bạn đã từng nghe qua. Minecraft Dungeon đáng lẽ ra sẽ là một tựa game vô cùng hoàn hảo, nhưng nó đã nhận về cho mình thất bại về số lượng người chơi giảm dần theo từng ngày vì game đã đánh mất chất Minecraft. Tại sao lại vậy? Minecraft Dungeon là một tựa game cận ngưỡng hoàn hảo. Mọi thứ trong game được tune để bạn không quá OP nhưng cũng không thể bị quái dí quá nhiều mà lăn ra sấp mặt được. Tuy nhiên, game lại thiếu đi một điều làm nên cái chất của Minecraft, đó chính là xây dựng, tạo đường, sử dụng tài nguyên trong game làm lợi thế. Gameplay trong Minecraft Dungeon là một loop dựa hoàn toàn vào những gì được nhà phát triển chỉ định sẵn, chứ không hề để người chơi sáng tạo như một tựa game Minecraft đích thực. Có thể nói, các nhà phát triển khi đó chỉ mượn cái danh Minecraft để làm game mà thôi. Dựa hoàn toàn trên trải nghiệm từ Minecraft Dungeon, mình tuy rất hào hứng nhưng cũng không kém phần đa nghi với Minecraft Legends. Tuy nhiên, game đã ngay lập tức dập đi sự hoài nghi ấy của mình chỉ vỏn vẹn 30 phút trải nghiệm game, bởi game cho mình cảm giác mới lạ mà mình đang tìm kiếm trong một tựa game Minecraft. Thú thật với các bạn, mình chơi Minecraft khá ít. Hầu hết mình chỉ vào xây dựng nhà đất, đi đào than, sắt rồi bị Creeper giết xong dỗi out game. Tuy nhiên, mình lại rất hay để ý những tin tức xung quanh tựa game này. Mình đã chứng kiến game đi từ Java lên phiên bản Windows, ra mắt Minecraft RTX, Minecraft với phong cách Telltale, vân vân và mây mây. Rồi khi Mojang thông báo sự ra mắt của Minecraft Legends, tuy có phần khó hiểu và đưa ra rất ít gameplay, nhưng mình đã thực sự hype về tựa game này. Vậy Minecraft Legends thực sự đã thay đổi và cải tiến như thế nào? Minecraft Legends là một tựa game góc nhìn thứ ba, real-time strategy, action strategy và platformer được Mojang Studio và Blackbird Interactive bắt tay nhau xây dựng nên. Và nếu bạn không biết danh của Blackbird Interactive thì mình xin kể hai tựa game thành công của họ là Hardspace Shipbreakers và Homeworld Desert of Kharak. Đây là hai tựa game được người dùng và giới phê bình đánh giá cực tốt. Thậm chí, hiện nay họ còn đang phát triển song song tựa game Homeworld 3 cùng với Minecraft Legends mà không hề đưa ra một chút delay vì vấn đề Covid hay là chất lượng nào cả. Thế mới nói là một studio đỉnh của chóp chứ. Ai như mấy ông anh ở Ubisoft bao giờ? Chính nhờ sự sáng tạo của Mojang Studio và sự cân bằng với kinh nghiệm phát triển vô số các tựa game chiến thuật coi trọng tài nguyên trong cách làm game chiến thuật của Blackbird Interactive đã khiến cho Minecraft Legends trở thành một tựa game thật sự đặc biệt theo đúng nghĩa. Bạn có thể chơi Minecraft Legends tùy vào cách mà bạn muốn trải nghiệm em nó ra sao. Nó có thể đi từ điều khiển chiêu chiêu mấy con lính công thành dưới góc nhìn thứ ba hoặc trở thành một game micro fiesta như một tựa game RTS thực sự. Game cũng có cho mình chế độ chơi campaign kéo dài hơn 10-15 tiếng đồng hồ nếu bạn đang muốn là một ông hướng nội đánh máy tập trận, làm quen với cơ chế game. Hoặc là trở thành một ông hướng ngoại, dù bạn bè vào trải nghiệm game rồi tiện thể phá nhà, phá cửa nhau cho vui. Lựa chọn hoàn toàn là của bạn. Đó là một trong những điều mà mình thích ở Minecraft Legends. Và để nói thật với các bạn, nếu các bạn nghĩ rằng Minecraft Legends là một tựa game dễ nhằn cho trẻ con chơi cũng được, thì bạn nhầm to. Tuy rằng dựa tên mà nói, Minecraft là game phù hợp cho trẻ em lên 3 trở lên, thì Minecraft Legends chắc hẳn sẽ phù hợp với các bạn trẻ tuổi teen hay lớn tuổi hơn là nhóm đối tượng xử nhi kể trên. Do cả hai game đều có cơ chế theo mình đánh giá là có nhiều điểm khá tương đồng với nhau, nhưng cách chơi của chúng lại hoàn toàn trái ngược nhau một trời một vực. Trong Minecraft Legends, bạn sẽ phải lãnh đạo, điều khiển và xây dựng nên đế chế của mình để chống lại thế lực Big Lin đến từ vùng Netherrealm hùng mạnh, muốn mở rộng địa bàn và xâm chiếm vùng đất Minecraft trong mơ của bạn. Và bạn làm như thế kiểu gì? Thì đơn giản mà nói thì bạn phất cờ lên mà quất thôi. Nhưng nói chi tiết hơn thì bạn phải phất cờ ra lệnh như thế nào cho hợp lý với hoàn cảnh trước mắt mới là khó. Đây chính là mấu chốt mà mình nghĩ sẽ tách biệt hoàn toàn với hai thế hệ khi trải nghiệm con game này. Một nước đi thiếu suy nghĩ tính toán trong Minecraft Legends có thể sẽ là bài án tử đối với bạn nếu bạn không quản lý tài nguyên và quân lính thật tốt. Cũng như xây dựng tuyến phòng thủ hay thành trì của bạn có phần lộn xộn có thể khiến bạn mất trắng bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng độ khó đó chỉ áp dụng với các bạn nhỏ chưa trải sự đời thôi. Còn đối với những người đã từng trải qua yếu tố chiến thuật này vô cùng đơn giản và dễ dàng để các bạn nắm bắt đấy. Kia mà mình không nói là tụi nhỏ không chơi được game nhé. Nếu có sự vào cuộc của phụ huynh trong vài giờ đầu tìm hiểu game thì mình tin chắc là các em có thể chơi được và cảm thấy chết mê ngay. Ý mình là nhìn như thế này thì ai mà không mê cho được các bạn nhỉ? Để ngắn gọn xúc tích mà nói, với một người ưa thích thể loại game RTS như mình thì thực sự yêu thích cái cách mà Mojang Studio và Blackbird Interactive đã làm để cải tiến và đồng thời đơn giản hóa nên cái chất real-time strategy trong Minecraft Legends. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ khá khó khăn để làm quen cho thời gian đầu khi bạn mới bắt đầu game đấy. Trước hết, hãy để mình nói về cơ chế điều khiển trong Minecraft Legends, một tựa game RTS nơi bạn hoàn toàn có thể chơi bằng tay cầm hay là chuột và bàn phím đều được cả. Có thể nói, các nhà phát triển ở Mojang Studio đã suy nghĩ thực thấu đáo về vấn đề này khi mà điều khiển trên tay cầm và chuột phím đều đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu, không quá loạn phím nhưng cũng có những sự lôi cuốn của riêng nó. Đối với chuột phím, mình cảm thấy game đã có một sự sắp đặt hợp lý với một layout phím nút xây dựng, điều khiển quân lính bám sát và xung quanh 4 nút di chuyển là WASD thông thường và bạn chủ yếu là dùng chuột cho việc dẹp loạn big lean và điều chỉnh, tùy chọn xây dựng building là chính. Còn đối với việc tay cầm, bạn sẽ chỉnh một layout phù hợp. Tuy nhiên thì sẽ hơi mất thời gian để làm quen vì nút hơi nhiều đấy. Đặc biệt là hệ thống xây dựng trong game. Nhưng một khi đã bấm thử thì mình bị mê luôn đấy các bạn ạ. Nên mình cũng không thể tin được khi mình thực sự đã dành nhiều thời gian chơi trên tay cầm nhiều hơn chuột bàn phím cho một tựa game RTS, một thể loại mà từ trước đến nay luôn được các game thủ định sẵn là sinh ra chỉ dành cho chiếc chuột và chiếc bàn phím của bạn trong game. Hiện đã có thể chơi trên chiếc tay cầm. Đây chắc hẳn sẽ là một bước đi vô cùng khôn ngoan của Microsoft khi họ cũng muốn hướng sự chú ý của giới trẻ đến tựa game RTS của họ là Age of Empires trên Xbox. Nói về sự ấn tượng đầu tiên về control trong game thì đã đủ rồi, hãy đi tiếp đến điều tiếp theo nào. Trong game thì bạn sẽ có hai chế độ chính để chơi và trải nghiệm, đó chính là Campaign và PvP. Đối với Campaign, để nơi để bạn làm quen các cơ chế trong game trước, rồi game cũng nhanh chóng đưa bạn vào những tình huống để bạn tự do khám phá mà cũng không có ý cầm tay chỉ việc đến bạn sau khi bạn đã nắm được cách chơi của game. Tại đây, bạn là một vị anh hùng được các thực thể có thể cho là những vị thần cai quản vùng đất tuyệt đẹp, màu mỡ trong Minecraft Legends cầu cứu sự giúp đỡ sau khi chứng kiến binh đoàn Blitzlings đang muốn xâm chiếm vùng đất của họ vì họ không biết cách phải ứng phó sao cho vừa trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Bạn sẽ được trang bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết, học những điều bạn cần biết và trải nghiệm thực tế ngay sau khi hoàn thiện quá trình tutorial. Và điều tuyệt nhất ở đây đó chính là bạn có thể mời bạn bè tham chiến cùng mình trong chế độ chơi này dưới dạng co-op 4 người. Độ đông của những chú Big Lean phá đám trong game cũng từ đó mà tăng lên sao cho hợp lý với số lượng người chơi tham gia màn chơi đó cùng bạn. Vậy nên nếu bạn có ngần ngại việc game không có đủ số lượng quái và thành để bạn cai quản và cai trị thì xin đừng lo về điều này nhé. Bonus thêm là game sẽ có mặt trên Game Pass cùng ngày ra mắt game trên toàn thế giới và có hỗ trợ cross progression và cross play để bạn có thể dễ dàng chơi trên nhiều nền tảng cũng như rủ rê bạn bè trải nghiệm qua game mà không lo tốn quá nhiều tiền. Game cũng có cho mình 3 chế độ để tăng giảm mức độ và thử thách cùng trải nghiệm của bạn sao cho hợp tình hợp lý. Cá nhân mình thì chỉ dám trải nghiệm game qua chế độ Medium hay là Mythic trong game thôi, chứ chưa bao giờ dám động vào Legendary khi viết kịch bản này. Tuy vậy nhưng không phải vì thế mà game cho phép mình chủ quan nhé. Vì ở mức độ Mythic thôi mà chưa nắm rõ các cơ chế và cách điều quân sao cho hợp lý trong game cũng đủ để mình ăn ngập hành với tụi Big Lean rồi. Bởi vì trong Minecraft Legends, các Big Leans không phải chỉ là một bia đỡ đạn chờ bạn đến phá tan kế hoạch của chúng, mà nó sẽ chủ động điều quân đi tấn công các vùng mạc mà bạn bỏ ngơ, hay thậm chí là tấn công bất ngờ một khu vực mà bạn kiểm soát khi bạn đang bận rộn, khám phá hoặc là điều quân đẩy lùi một thành trì của chúng, và khiến bạn phải tìm ra giải pháp thích hợp nhất trong trường hợp trước mắt giữa tiếp tục hoặc là lui quân về đếp nhà. Tiếp theo là chế độ PvP. Wow, damn, phải nói là thực sự rất là đã luôn, khi sức chứa full slot của chế độ này có thể lên đến 8 người, đủ để các bạn đấu với nhau thỏa thích từ 1v1 cho đến 4v4. Map trong game có đủ rộng để bạn vui chơi đập phá quên đường về mà không lo hết chỗ chứa. Một game trung bình dao động khoảng 30 phút đến 1 đến 2 giờ đồng hồ, tùy thuộc vào độ hủy diệt và độ căng của hai bên lúc bấy giờ. Và với cá nhân mình khi trải nghiệm thì chế độ này thực sự thỏa mãn khi trình độ trong cách chơi cũng được phân biệt rõ rệt. Mưu hèn kế bẩn, chiến thuật nào bạn nghĩ ra để hạ gục đối phương thì hãy lôi hết vào đây. Kế sách và cách bố trí chiến thuật của ai hơn là người ấy thắng. Rất đơn giản nhưng lại rất khó để thuần thục, đúng với chất của một tựa game RTS. À, mà mình đã nói về đồ họa và âm nhạc trong game chưa nhỉ?
Mojang Studio đã làm rất tốt trong hai khoản này đối với Minecraft Legends, khi game vẫn giữ cho mình cái chất pixelate của Minecraft nhưng lại có một sự đổ bóng, tạo dựng nên một khung cảnh rất mới mẻ so với Minecraft thông thường. Kết hợp thêm với hệ thống lighting để tạo ra một mảng đồ họa vô cùng dễ nhìn nhưng lại rất cuốn hút người chơi. Đặc biệt là khi mà mặt trời đang hửng đông hoặc lặn xuống, nhường chỗ cho ánh sáng của mặt trăng ghé qua vùng đất màu mỡ này. À, một điều nữa mà mình phải kể đến ở đây, đó chính là thế giới trong Minecraft Legends sẽ được tạo ra ngẫu nhiên y hệt như Minecraft phiên bản thường. Các bí mật, khu vực, vị trí của các Biglins đều sẽ được thay đổi chứ không chỉ yên một chỗ mỗi khi bạn tạo ra một thế giới mới trong màn chơi tiếp theo của mình. Điều này được áp dụng cho tất cả các chế độ của game. Vậy nên, điều này đảm bảo rằng giá trị chơi lại của game sẽ cực cao, nên mình nghĩ rằng sau 10 đến 15 tiếng chơi campaign, mọi người hoàn toàn có thể chơi lại game và trông game như mới luôn. Còn về phần âm nhạc, đây có thể nói là phần đã ăn sâu đến tận cốt lõi của game. Ngay từ khi bạn mới được các vị thần triệu hồi từ thế giới của họ, họ đã cho bạn một cây đàn sáo để bạn có thể chơi lên các điệu nhạc. Và điệu nhạc đấy sẽ giúp bạn điều khiển được những tinh linh, hay còn được gọi là các Allies, làm việc cho bạn. Các Allies sẽ giúp bạn thu hoạch nguyên liệu, xây dựng, kêu gọi mọi người lại với nhau và hơn thế nữa. Và điều đã ăn cốt vào trong game ở đây đó chính là mỗi lần bạn ra lệnh cho các Allies, nó sẽ đều là một giai điệu khác nhau. Bạn có thể nghe và trải nghiệm sau đây nhé! Âm nhạc trong game cũng sẽ phản ứng tùy biến theo diễn biến trong game. Như thế này chẳng hạn. Nếu mà tập trung nghe được mấy bản anh hùng ca này, cá nhân mình cảm thấy mình đang chỉ huy một binh đoàn orc đi công thành như trong Shadow of Wars vậy. Tí thì mình quên mất. Một điểm đáng khen nữa mình muốn chỉ ra ở đây, đó chính là game sẽ là một game live service. Nhưng không như những tựa game khác khi chúng chỉ tập trung làm tiền. Các nhà phát triển Minecraft Legends sẽ tập trung phát triển lên các màn chơi campaign mới khoảng hàng tháng và nó sẽ hoàn toàn miễn phí cho bạn trải nghiệm và không hề có Battle Pass nhé. Thì trong thời gian đầu là thế, còn thời gian sau ra sao mình không biết. Kia mà khen vậy đủ rồi, chúng ta hãy cùng chê game chút cho cân bằng nhé. Minecraft Legends trước hết là một tựa game RTX và đề cao chiến thuật khi bạn chơi. Tuy nhiên, game lại có cho mình một giới hạn về khoản chia và giải rác binh lính. Cũng như việc game sử dụng Third Person View khiến cho việc điều khiển này trở nên khó khăn và làm quen. Đôi khi có thể khiến bạn bị loạn nút nếu bạn không giữ được bình tĩnh trong một trận combat. Mình nghĩ rằng Mojang và Blackbird làm điều này là vì họ muốn đơn giản hóa các công cụ để mang Minecraft Legends đến với nhiều người chơi. Kia mà điều đó đồng nghĩa việc họ sẽ phải hy sinh, loại bỏ đi các công cụ làm nên độ phức tạp của một tựa game RTS ra khỏi Minecraft Legends. Điều này đối với một người chơi như mình cảm thấy hơi khó chịu khi không thể điều lính có thể tank damage đi trước và các lính hỗ trợ theo sau như trong War 3, Map Food hay là StarCraft 2. Tiếp theo thì game có sự giới hạn trong việc xây dựng các building trong game. Bạn sẽ cảm nhận rõ rệt nhất khi bạn đang dần đi về late game, khi phải hy sinh những building không phù hợp, không sử dụng đến để nhường chỗ cho một unit mới phù hợp với hoàn cảnh ấy hơn. Điều này thì mình không hiểu các nhà phát triển tại sao lại có thể đưa ra một lựa chọn giới hạn sự tự do của người chơi đến như vậy. Không biết có phải để giảm sức mạnh của người chơi khi late game không ta? Nhưng mà theo mình nghĩ, sự giới hạn này là để bỏ đi cách chơi thường thấy của một tựa game RTS mà sẽ đẩy người chơi đi chu du khám phá hơn khi bạn có thể đặt các spawner và triệu hồi lính đến bên bạn ở khu vực mà map cho phép. Một điều nữa mình để ý mà rất nhiều tựa game mới ra mắt thường gặp phải, đó chính là các unit ở đây đang chưa thực sự cân bằng cho lắm. Bạn và địch sẽ đều có cho mình những con lính đi từ vô dụng vãi cật trưởng cho đến OP quá mức không để đâu cho hết và không có vùng trũng trong việc này. Điều này khiến cho mình có thể dễ dàng abuse một con lính như là Skeletor chuyên bắn cung trong hàng ngũ của mình, ngắm nhìn bạn ấy bắn bách phát bách trúng không chật đi đâu được. Và việc của mình là tanh cho tụi nó giết Biglin có ý định tấn công vòng sau của mình luôn. Không những thế, các unit trong game ở thời điểm hiện tại cũng chỉ rơi vào ngưỡng đủ dùng, chứ chưa hề có sự đa dạng lính. Phải nói luôn là bằng không luôn. Bạn không có lính trên không, lính tanker đích thực, lính hỗ trợ thì dường như chỉ có heal và không hề có bất cứ buff nào khác. Và điều đó cũng áp dụng cho cả bạn luôn, khi việc duy nhất bạn có thể làm đó chính là cầm kiếm và phất cờ điều lính. Hết. Không hề có phép, không hề có mặc item để buff và cũng không có bất cứ kỹ năng tuyệt đỉnh nào khác. Bạn như ông tượng cầm cờ biết đi vậy. Tiếp đến phải kể đến ở đây là sự giới hạn tầm nhìn. Kia mà đây là ý kiến chủ quan của mình mà thôi, khi mình đang quen với việc nhìn góc từ trên xuống, kéo một ô vào các unit mà mình muốn điều khiển và chuột phải đến phía mình chỉ định là xong. Tuy nhiên thì trong Minecraft Legends, điều này lại vô cùng khó khi cách điều quân của mình thường sẽ phải làm bằng tay chỉ định đi chỉ định lại mỗi khi cần các em nó đi đến một khu vực khác. Không những thế, các địa hình gồ ghề đi cùng với góc nhìn thứ ba khiến mình cũng rất khó lòng nào điều khiển chính xác được craft mình muốn đi đến đâu.
Chưa hết, cái cách điều quân trong game dường như vẫn chưa thực sự được tối ưu khi lính trong game vẫn có thể fuck up lệnh của bạn, tự lao đầu xuống nước hoặc tệ hơn là lava và cứ thế mà ngủ. Chưa kịp phát huy tác dụng thì đã sấp mặt và bỏ bạn mất đi unit trong game. Điều này là cái dở hơi nhất mà mình cảm thấy các nhà phát triển chưa thực sự để tâm đến, và điều đấy thực sự làm trải nghiệm của mình có phần hụt hẫng vì hết lính để điều phối dẫn đến thua trận hoặc tệ hơn là chết nhảm trong game vì vấn đề này. Thêm nữa, vì là đi theo mô hình live service, tính đến thời điểm đầu ra mắt, content trong game đang thực sự không có quá nhiều mà chỉ có campaign và PvP. Chắc hẳn điều này sẽ làm cụt hứng với nhiều người. Tuy nhiên, như mình đã nói, Mojang đã có xu hướng phát triển thêm content hàng tháng chứ không ôm con bỏ xó như... Nên việc chúng ta chỉ có thể chờ mà thôi. Trên đây chính là điều khiến mình cảm thấy khá khó chịu trong trải nghiệm. Nhưng điều này để kể ra mà nói thì không thực sự khiến cho trải nghiệm Minecraft Legends của mình trở nên tệ đi một chút nào, mà nó có thể hoàn toàn được khắc phục sau một khoảng thời gian làm quen với cơ chế game. Thì có mỗi cái vụ điều khiển lính đến giờ vẫn chưa kham nổi thôi, còn lại thì ok anh em nhé. Để tổng kết lại chiếc review lần này của Game Lab chúng mình trước game mới của Minecraft Legends, cá nhân mình thấy game thực sự rất ổn và khiến mình chìm đắm trong game nó hàng giờ đồng hồ mà không hề thấy nản. Minecraft Legends đã thực sự rất thành công trong việc cải tiến, tân trang lại công thức RTS mấy nay đã lỗi thời và áp dụng nó vào góc nhìn thứ ba, đem đến cho mình cảm giác như đang sống lại thời chơi những tựa game là Middle-earth Shadow of War hay là Mount & Blade phiên bản budget. Tuy nhiên thì việc hiện tại content vẫn đang khá là ít, thì với cái giá 890.000 đối với mình hơi chưa đáng một chút. Nhưng nếu ai vẫn muốn thử trải nghiệm thì vẫn có thể rước em nó về library nhé. Tuy vẫn còn có cho mình một chút trở ngại và những vấn đề hạn chế trong cơ chế của game, Minecraft Legends vẫn tỏa sáng và trở thành một game flagship đầu tiên mở màn cho vô vàn các siêu phẩm sắp tới của nhà Microsoft với chiếc Xbox của họ. Mình thật sự cảm thấy tiếc khi em nó không được chăm chút PR marketing như Redfall là Starfield, khi chất lượng game cũng khá ổn, ổn hơn so với thời buổi game hiện đại của ngày nay. Không những thế, game có mặt trên hệ thống Game Pass của Xbox từ ngày đầu tiên ra mắt cho những ai không muốn chi tiêu quá nhiều nhưng vẫn muốn trải nghiệm game. Và nếu bọn mình căn chuẩn thời gian video này lên sóng thì ngay lúc này đây, game đã có mặt trên tất cả các hệ máy chơi game hiện nay rồi. Các bạn còn chờ gì nữa mà không kêu gọi bạn bè vào làm vài ván Minecraft Legends ngay thôi nhỉ? Mình cũng có nghe thấy tiếng gọi của các vị thần trong game và mau chóng quay trở lại Minecraft Legends để tiếp tục đẩy lùi và dẹp loạn lũ Biglin tiếp đây. Cảm ơn các bạn lắng nghe và gắn bó với Game Lab tới tận cuối video nhé. Cá nhân bạn nghĩ sao về Minecraft Legends? Liệu bạn sẽ mua game để ủng hộ nhà phát triển hay là sử dụng Game Pass để trải nghiệm sau khi coi hết review lần này của chúng mình? Hãy để lại phần bình luận của bạn ở dưới comment nhé. Và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và subscribe cho Game Lab. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!